Chị hy sinh vì người khác nhiều quá. Chị không có thương bản thân mình, chị giống như là chết sầu riêng vậy. Em thấy thương chị thật sự luôn á, chị mới là cố gắng. Thì em không có tạo rất fan, tạo rất như như chị Thư hay là ở ra vẽ như anh Lâm thì em không có. Không vẽ dạ. Lên em ra vẽ. Anh Lâm có, em nghe nói là anh Lâm bỏ phong bì rồi 50 cho fan rồi nữa. Có. Ủa, không được má. Đội làm thôi dữ quá. Chị Thư, con mày đi chen. Trời ơi, bây giờ thôi cuối người ta. Trời ơi, mà trời ơi. Làm sao mà Lan nó phải làm lại? Con bé nó bước lên, xong nó gầm lên. Gầm lên, câu chuyện có 4 chữ. Ha. Chị có thể bước lên và đoán không được không? Cứu tôi! Kiều nữ Lan, kiều nữ Lan. Pháp sư mù. Còn những nơi găng nữa. Trời ơi, trời, trời ơi. Chị hy sinh vì người khác nhiều quá. Chị không có thương bản thân mình. Chị kiểu chị giống như chị nói chị bao đồng quá. Chị giống như là chết sầu riêng vậy. Em thấy thương chị thật sự luôn á. Chị mới là cố gắng.